Hello everyone, my name is Hoàng Bảo Trâm and my number is 088. I'm currently competing in Miss Vietnam 2020 beauty pageant and I'm really excited to be here. I want to be here to challenge myself and push to be something better, to maybe represent Vietnam in the world competition. So please support and follow us. Thank you. Hoa hậu Tiểu Vi diện váy gì? Diện váy kiểu gì lúc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018? Tiểu Vi lúc đó diện một chiếc váy đuôi cá. Chúng tôi vừa nhận được một đơn nặc danh tố bạn thiếu trung thực và ban tổ chức quyết định bạn bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Em nghĩ là đơn nặc danh này em xin phép được đọc và dù cho có là gì thì em vẫn tin tưởng là em rất là trung thực trong cuộc thi này. Ban tổ chức có thể tới hỏi gia đình, bạn bè, cơ quan và trường học của em để xác thực các thông tin. Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1? Em chưa biết trả lời câu này như thế nào. Năm hoa hậu đại diện cho vẻ đẹp thập kỷ hương sắc là ai? Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Thu Thảo, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Mỹ Linh và Hoa hậu Tiểu Vi ạ. Hoa hậu Việt Nam đầu tiên là ai? Em không rõ lắm ạ. 4 người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 18 là ai? Hoa hậu Tiểu Vi, Kỳ Duyên, Mai Phương Thúy. Em trả lời được 3 trên 4 thôi. Nếu có một quả dưa hấu hoặc một quả mít rơi xuống đầu bạn thì cái nào đau hơn? Tất nhiên là cả hai quả đều đau nhưng mà chắc quả mít sẽ đau hơn. Có một đàn chim đậu trên cành, người thợ săn bắn cây đầm hỏi chết mấy con? Chắc không chết con nào đâu, tận nó bay đi. Bắn cái rầm thì nó sợ nó bay đi mất rồi. Nó là bắn cái rầm như đâu đó, nó là bắn trúng mấy con đâu. Cuộc sống của ai dễ dàng hơn, đàn ông hay phụ nữ? Theo như em nghĩ thì đối với cả hai giới thì đều có những cái sự khó khăn riêng của nhau thôi. Nhưng mà nếu mà vì em là phái nữ cho nên em nghĩ là cuộc sống của phụ nữ sẽ có nhiều cái khó khăn hơn. Khi em thấy mẹ em, bà em phải mang nặng đẻ đau thì riêng cái việc đó đã là khó khăn hơn so với đàn ông rồi. Còn những việc mà phải lo cơm áo gạo tiền và lo trong cuộc sống thì ai cũng phải giống nhau hết thôi. Thì đầu tiên là em lúc mà được đọc tên thì em sẽ rất vui. Nhưng mà khi mà bị đọc sai thì em sẽ bị hụt hẫng. Chắc là sẽ khá là hụt hẫng. Nhưng mà em nghĩ là ban giám khảo sẽ có một cái lựa chọn đúng của họ. Cho nên là mình cũng phải vui cho bạn được đăng quang thay mình và chúc mừng bạn đó. Nếu mà giày của em đứt thì em sẽ cố dùng những ngón chân em đã bấu vào giày để cố gắng tiếp tục cái màn trình diễn của em đến cùng thì thôi. Khi mà được đọc tên đăng quang em nghĩ là cái sự vui mừng, sung sướng sẽ át đi cái cảm giác đau bụng. Nên là em sẽ không có bị quá ảnh hưởng nữa. Đừng quên truy cập dàn.vn/hoa hậu Việt Nam 2020 để cập nhật những thông tin mới và hot nhất của chương trình nhé.